ليس أي مشكلة بين الزوجين تقتضي الطلاق. نعم، يعني بعض الرجال على أي مشكلة يطلق. نعم. Thành những cặp vợ chồng với nhau đừng bao giờ nghĩ tới việc ly hôn ngoại trừ điều đó là cần thiết. Và nếu như không có bất kỳ các lý do nào đó thì đừng bao giờ nghĩ tới chuyện ly hôn đó. لا بد أن يتخذ الأسباب الشرعية في الإصلاح لا يطلق مباشرة. نعم. Và bắt buộc chúng ta phải có một cái lý do nào đó, một cái lý do nào đó đúng với những cái đường lối Sharia, những cái đường lối của giáo lý giáo luật của tôn giáo Islam. أولا لابد يعظها، يعني يعلمها ويذكرها بالله سبحانه وتعالى. إذا حصلت مشكلة يعني. نعم. Và nếu như có bất kỳ những cái vấn đề nào đó giữa cặp vợ chồng với nhau thì chúng ta hãy ngồi lại, chúng ta nói chuyện, chúng ta khuyên bảo nhau, chúng ta hãy nhắc nhở nhau nhớ về Allah và kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala. نعم، لأن الطلاق هو آخر مرحلة عندنا، آخر حل بعد أن تنتهي كل الحلول. نعم. Và cái việc chúng ta ly hôn đó chính là những bước cuối cùng của một người Muslim. نعم.